Và muốn tất cả các bạn tập trung ở đây nhá. Bắt đầu từ thời điểm này, chúng ta là những đồng nghiệp. Đây là một phòng lãnh đạo của một một đồng chí bên kinh doanh quốc tế. Đố ai biết đây là cái gì nhỉ? Các bạn có thích ngày hôm nay không? To vào. Có thích không?